Dạ, bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho anh Samasit và anh Bill nha. Okay. Anh Samasit có thể liệt kê hai câu nói trending nhất của anh Bill. Hai câu nói trending nhất hả? À? Một cái... Ý đi anh Bill cho một tí gợi ý đi. Mình bạn thân mà mình tốt chút. Không biết được. À, cái này không ngại á, Hà Nội là một là chắc kìa nè. Nhớ lên đúng không? Đúng không kìa, anh được tính không kìa, không ngại ra Hà Nội. Đúng rồi. Và... ui... Cụ thể đấy mà. Trả lại bố tôi dép à hay gì đó. Ây da. Lại. Chờ là còn cái nào nữa? Câu một là gì? Phải nói nguyên câu. Không ngại ra Hà Nội. Không ngại ra Hà Nội. Chỉ gì chỉ cần lý do thôi. Cái đầu tiên là cái đấy là chắc chắn rồi. Mà cái thứ hai hơi khó. Mày nói nhiều lắm. Khó lắm. Câu gì mà người ta hay làm meme trên mạng á anh? Vỗ tay đúng không? Để cho tiếp theo sẽ là thử thách dành cho anh Bill. Thì đây là câu hỏi của anh Samasis là anh Bill có biết được là quán Mơ Bán Bò có bao nhiêu chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh hay không? 4 chi nhánh. Đúng đơn giản quá đúng không anh? Em sẽ làm khó hơn. Ok, thì trả lời thôi phải được ghi nhận chứ. Bây giờ ghi nhận đó là câu đầu tiên. Câu thứ hai là 4 chi nhánh ở những quận nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh? À, cái này thì dễ hơn. Trời ơi, anh Bill chưa quy liệm mà mọi người. Anh đoán đại đi. Mình có 12 quận huyện mà. Không thể nhớ được hết. Bây giờ nghĩ quận 1 có không? Quận 1. Ờ. Đúng không anh? Quận 1. Đúng rồi. Một quận có số nữa. Quận 3. Không. Quận 4 chắc chắn là không phải rồi. Quận 5 chắc chắn là không phải rồi. Quận 6. Quận 2. Quận... quận 7 kể rồi đúng không nhỉ? Quận 7 rồi đúng không? Chuẩn bị hết số rồi đó. Quận 8. Quận 9. Quận 9. À, quên sao mình nói cho nó nhỉ? Quận 9. Tiếp mới có 2 rồi, còn 2. Phú Nhuận. Quận 12. Quận Thủ Đức. Quận... chuẩn bị hết rồi đó. Phú Nhuận rồi, ông nội. Quận Nhà Bè. Mình có cái hình nào cho anh Bill không anh? Gần nhà tao. Quận Bình Thạnh. Chúc mừng anh em mọi người. Còn một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng. Quận Tân Bình. Quận chắc là đến sáng mai quá. Gợi ý bắt đầu một chữ gì đi anh, cho anh Bill người Hà Nội lâu mới vô thì mình phải gợi ý một chút chiếu. Anh quên mất mình đến quận nào rồi. Quận 10. Cố lên. Quận 10. Quận 10 có rồi. Quận 11. Quận 10 có rồi. Quận 11 nè. Quận 1. Quận 10. Bình Thạnh. Quận 9 có đủ 4 rồi. Bây giờ xin lỗi, tao đánh cái này. Cái này. Cái người này bạn lỗi tay hay lỗi tay hay lỗi tay hay lỗi tay. Tiếp. Dạ, hoàn thành xong rồi, mỗi người 2 câu thôi, mình ngắn. Anh like 5 tiếng, em chốt 5 deal. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 4:15. Vì các bạn chia sẻ điều đấy, vì các bạn hỏi, tôi lại có một điều rất là bất ngờ để chia sẻ với tất cả các bạn. Các bạn biết là điều gì không ạ? Vào lúc 4:20 ngày hôm nay sẽ có một voucher. Vâng các bạn ạ, có một voucher duy nhất. Oh wow. Thật là sẽ là một voucher vô cùng đặc biệt. 1.100.000 các bạn ạ. Cho bất kỳ một đơn nào nhiều hơn 1.100.000. Nghĩa là gì ạ? Là chúng ta sẽ không mất tiền và vẫn được mua vào lúc 4:20, 5:20 và 5:20 và 5:00 và 6:00, 7:00 và hết. Chỉ có đúng 5 cái thôi. Wow, thật là bất ngờ. Và 4:20 sẽ là lượt voucher đấy đầu tiên nha các bạn. Các bạn nghe không sai đâu. Nên là chia sẻ của bạn là anh like 5 tiếng, em chốt 5 đơn thì hy vọng là 5 tiếng đấy bạn chốt được hẳn 5 cái deal mà 1.1.000 để được giảm hẳn 1.1.000 cũng là không mất đồng nào cả. Em tháo anh cái kính. Dạ đây, cầm anh cái kính. Anh có muốn tới tiệm cạo râu không? Em cạo râu cho anh nè. Tới tiệm cạo râu à? Bây giờ đây là coi như là cái barber shop. Em đã bao giờ cạo râu cho ai chưa? Dạ chưa.
em bóc ra em thử cạo anh xem nào. Đây 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 em bóc em thử. Thề luôn, em chưa bao giờ cạo cho ai hả? Đúng rồi anh. Ủa em mà biết cạo râu đó là một trong những kỹ năng mà bất kỳ một người đàn ông nào. Đây em thử nhưng mà chậm chậm nữa nhá. Thật chậm nữa này. Anh còn một buổi live rất dài đấy. Ok anh. Muốn mở sao anh? Đây 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 kéo nó xuống, kéo nó xuống. Kéo cầm hai bên. Ừ, đúng rồi. Ok anh. Rồi, thật chậm nữa nhá, thật chậm thôi. Đúng rồi, ở mép ngoài trước này chỗ nào có bọt thì chỗ ấy cạo nhá. Ở ngoài con bọt kìa em. Ở ngoài đúng rồi, cứ cạo ở ngoài trước đúng rồi, ở ngoài cứ đi theo bọt ở trên con kìa. Đúng rồi. Chỗ nào? Đúng không nhà anh? Đúng rồi. Chỗ nhiều mạch máu lắm em. Thì em nên mạnh tay hay nhẹ tay anh? À vậy hả chị? Tùy vào mức độ là mong muốn đúng không? Được rồi. Còn lại anh tự đi. Ờ để anh làm cho, để anh làm cho. Anh phải nhìn vào camera anh làm cái này nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm sao mà thấy được? Thằng người kém chân. Cái này nó dễ này, sao mà tao không làm được? Cái này dễ này, sao mà không làm được? Vậy bây giờ, anh muốn khó hơn đúng không? Đúng rồi. Đề nghị khó hơn mọi người xét vô nhá, rồi xét vô nhá. Rồi. Ủa sao tự dưng cái đó? Nó khác quá này. Thì anh đòi khó mà. Rồi thế thì như nào? Rồi nha. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Như nào rồi? Không, mình chơi cùng chơi đúng luật. Ok, vậy thì... Làm ai như nào? Làm tay như nào? Mời em. Xay chín là như nào? Rồi nhá. Anh đi chơi anh. Đúng rồi. Quay về. Nhưng mà công nhận là sau buổi live tuần trước là tập khá TPU, hôm nay bà sau lập live đấy thấy là bay ra gặp phú chủ luôn à. Đó, thành công quá. Thank you, cảm ơn bạn. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo đi. Sản phẩm tiếp theo mà Samsung mang đến cho cả nhà đó chính là Galaxy S23 FE. Rồi. Và phiên bản đi kèm với lại gia đình ngày hôm nay. Ui, con này thì thôi không cần phải giới thiệu, chắc là mình không cần phải giới thiệu quá nhiều công năng đâu. Đúng rồi, cả nhà đây ai biết cái sản phẩm mà Galaxy S23 FE mình comment nha. Rồi, ok, chính là con này đúng không? À đây. Đây, Galaxy S23 FE. Đây đúng không? Chắc chắn là phải là đây rồi. Phải là đây rồi, mà tất cả này. Đây khuyến thải đúng không? Nhiều quá, hôm nay quá nhiều sản phẩm luôn cho nên là mình... Pin luôn giúp em với ạ. Hiểu công nghiệp. Đây rồi, Galaxy S23 FE. Này, con này nó bị dính vân tay. Xong rồi... Không có, do là chất liệu là kính cường lực. À thế á? Kính cường lực. Em tưởng cái này thì thôi để em cầm về, em dùng tạm. Rồi cái này sau chương trình nhé. Rồi, ok. Con Samsung Galaxy FE8GB hay là 128GB là tùy lựa chọn. Đây, Galaxy S23 là 8GB 128 bộ nhớ trong. Vâng. Đó, với giá là chỉ có là 12.951.000. Giảm tận 2 triệu. Rồi, giảm rất là nhiều so với là giá này biết nha. Và quan trọng là mình sẽ tặng kèm luôn. Thật. Tặng kèm một sản phẩm là Smart Tag 2. Nếu như mà cả nhà mình có tìm hiểu cái sản phẩm của Samsung. Bạn có bao giờ dùng hay quên là các bạn sẽ dùng là cho vào trong túi. Đúng trong, rồi đấy, đúng. Gọi là ba lô của mình. Ba lô rồi cho chó, dắt chó đi ngoài công viên. Mình cũng có thể tìm lại chó luôn, ví dụ chó mình đi lạc. Đó. Đâu, bữa mình có dùng một lần rồi. Có dùng là hiệu quả hơi tốt đấy. Dùng cho chó. Mất cô, đúng rồi. Xe nhà hàng xóm. Chỉ có những người hiểu biết như nhà
như bạn mới mua cái này cho chó thôi. Tại vì tôi có một cái là tôi để trong ba lô, bỗng dưng tôi cảm thấy có một chút sự so sánh ở đây. Vali nè, hành lý nè, mình đi sân bay cũng được đấy. Đồng ý là tìm bằng cái này là rất là hợp lý. Đúng rồi, đúng rồi. Pin lại giúp em con này với. Rồi. Pin lại cho em con này vì con này là con mà em. Cả nhà thấy chưa? Rất nhiều người sẽ quan tâm. Rồi khoan, 5.950.000 nhưng mà chúng ta sẽ tặng kèm thêm hai sản phẩm nữa. Tặng thêm nữa, hai sản phẩm nữa. Vẫn là cái tép đúng không? Rồi cả nhà mình đoán thử coi là gì, đoán là gì? Với cái mức giá này cả nhà mình nghĩ là tặng cái gì? Em đoán luôn cho là tặng một cái smart test với một củ sạc. Mình đang theo guideline anh, mình đang giả bộ mình đoán vậy đó. À em không biết, em không biết. Mình giả bộ mình đoán. Em đoán là một cái smart test đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Cái thứ hai là gì? Cục sạc đúng không? Cục sạc siêu nhanh 25W của Samsung luôn, chính hãng luôn. Đâu rồi, tao cho em xem cái cục sạc. Cục sạc là hiện tại không có ở đây. Không có ở đây, chỉ có là chúng ta sẽ có là tặng kèm nữa không ạ? Em vẫn cầm vẫn như này thôi. Đó. Rồi. Rồi ok. Chị giá này là rất là tuyệt vời nha, giá này rất là tốt luôn đó. Sao giá có giảm như đang nói đâu không? 5.900.000 thôi. Trong giỏ hàng bạn ơi, trong cái giỏ hàng đấy. Mức giá của sản phẩm Galaxy A54 5G hôm nay duy nhất có trên livestream là chỉ còn là 7.380.000. 7.380.000. 7.489.000 giảm tiếp tục 3.000.000. Thôi bây giờ đáng anh là có tặng không? Bây giờ anh nghĩ có tặng không? Tôi phải có gì chắc đó chứ không đâu, chắc là không đâu, không thể tin được ý. Bây giờ A34 có tặng, A54 có tặng không? A34 bạn nghĩ tặng gì Piu? Tôi bây giờ không biết nữa, một món hay hai món? Tôi không biết nữa, chắc là tặng những thứ tôi không thể tin được ý. Để mấy bạn comment tiểu phẩm. Rồi sau đây mình có tặng nha, có tặng luôn đây rồi, và là smart tag 2 và củ sạc 25W luôn. À vâng, được không ạ? Smart tag có trả góp không ạ? Hiện tại là chúng ta chỉ mua hàng ở trên những chính sách của TikTok thôi nha. Cái này là mình phải check thêm trên giỏ hàng nha các bạn. chưa có trả góp nha các bạn, bây giờ mình có thể mua và thanh toán luôn với mức giá là 7.000.000. Thật ra là mua như thế mà trả góp nữa thì chắc là hàng cũng không phải bán được các bạn ạ. Bây giờ đang là bao nhiêu tim nhỉ? Không nhìn thấy tim ở đây. Không nhìn thấy tim, mọi người thả tim rất nhiều. Mọi người hãy comment là có S323 Ultra các thứ không ạ? Ok, có luôn các bạn ơi, có luôn nha. Mình cứ bình tĩnh ha, bình tĩnh ha. Chưa comment đã có luôn rồi. Ủa vậy hả? Không biết được nữa. Mọi người 8.000 tim. Ủa xem tim ở đâu? Xem tim ở đâu nhỉ? Tim có 8.000 vậy kìa. Mà tim ở đâu? Tim có 8.000 vậy. Mà tim ở đâu? Đấy đi. Rồi, vâng, chúng ta có Z Flip không ạ? Có Z Flip qua và cái từ từ đi, mình sẽ đi từ từ. À từ từ. Mình sẽ nâng đời từ từ lên. Nâng đời từ từ lên. 5.000.000, 7.000.000 bây giờ. Rồi. Bây giờ các bạn nghĩ là trên tầm giá của A54 nữa mà mình xịn hơn, còn như mình có tiền nhiều hơn tí đó thì mình sẽ mua gì? Mình sẽ mua hai cái. Mua hai cái đó. Mình vẫn mua cái đấy rồi mua hai cái. À vâng, cũng được ha. Cả nhà có thể là bỏ vô giỏ hàng nhiều ha. Giá ngày hôm nay là giá quá tốt nên là mua hai cái. Đúng rồi, hợp lý. Mình mua cho người thân. Sao mày chưa mua cho tao? Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà Kiệt cũng như là hai anh đây muốn mang đó cho các bạn đó chính là Galaxy S23 Plus. S23 Plus nha, bản Plus. Plus có phải là cộng không anh? Đúng rồi, bản cộng á. Bản 23 cộng ạ. Rồi, hiện tại là bản 23 cộng. Có không ạ, cho em xem với ạ. Phải theo. Không có, hiện tại là mình không có cầm bản 23 cộng theo nhá. Ờ, đâu ạ, đúng không ạ? Rồi, đùa thôi, đây. Đây. Đây, còn trong bịch luôn, trong bịch luôn. Đây. Đỡ rồi nha. Đỡ rồi. Ôi, nó in mất dấu tay của em ở đây rồi. Mình in này có bán được nữa không ạ? Không sao, cái này là mình có khung viền nhôm Amor Aluminum. À vâng ạ. À. Rồi, kính cường lực là Red Vitex 2 luôn. Vâng ạ. À. Được không? IP68 cho nên là quăng quật thoải mái không sao hết. Là dê các thứ là ok. Chính xác đúng luôn. Không, em phải mua bọc đây. S23 cộng ạ, có thể giá bao nhiêu ạ? S23 cộng cái nhà nghĩ là giá sẽ bao nhiêu trong ngày hôm nay ạ? À? Em không biết nữa. Rồi. Em không nhìn thấy gì cả. Giá là 15 triệu. 15 triệu. Khoan, 490.000. 15 triệu 490.000.
15.490.000. Nhưng mà phải giá khởi đầu 26 triệu. Tại vì sao? Tại vì 27 triệu. Nhìn lại đi. 27. Tại vì cái phim rồi Galaxy S20 Ultra với giá trên livestream này chỉ có là 18.990.000 cho phiên bản là 256 GB, được không ạ? Rồi màu sắc là màu online exclusive, là màu của online nha các nhà ơi. Rồi màu là màu online nha các nhà ơi, màu là màu online. Con chuẩn bị pin này, con chuẩn bị pin này. Rồi các nhà mình đặt cho anh Bill luôn được không ạ? Rồi đặt cho anh Bill luôn ạ. Bảo gọi gọi người người nhà, gọi người nhà. Gặp trước. Rồi mình nhắc lại nha là S23 Ultra. Rồi 256 GB với giá chỉ có là 18.990.000. Pin giúp em, pin giúp em lên. Rồi, rồi, ok, ok. 190.000, ui. Rồi, màu online, màu online, màu online nhá. Màu online. Có màu xám luôn. Ờ xám nha. Màu online. Rồi, màu exclusive nha các nhà. Rồi, bây giờ mình đố anh Semesis đây là có tặng không anh? Ờ, Semesis, có tặng không Semesis? Khoan, 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 từ từ. Rồi, khoan. Hỏi bất cứ cái gì câu trả lời không. Đây, không phải tặng xịn hơn, tặng xịn hơn. Tặng xịn hơn nhé, không có. Được có. Rồi, tặng sạc dự phòng là 10.000mAh nha các nhà ơi. Đâu? Tặng sạc dự phòng nha. Đâu sạc dự phòng đâu? Không có. Không có ở đây á. Nhưng mà cũng là của Samsung luôn. Đặt, được không ạ? Đặt chút nữa, nhớ là confirm phải đặt được nhé. Phải đặt được, đúng giá này nhá, 18.990.000 được. Rồi, sạc dự phòng chính hãng luôn nha. Ôi mẹ. Là 10k. Tiếp đến. Đây là sản phẩm mà cả nhà mình mong đợi rất là nhiều và Samsung mang đến cho cả nhà nha. Ok. À, đó chính là Galaxy Z Flip 5. Đúng không ạ? Đặc biệt là phiên bản exclusive nha các nhà ơi. Phiên bản exclusive là màu sắc là độc quyền. Đấy anh cái này Z Fold anh ơi, Z Fold. Sorry. Nhầm đấy. Quá. Rồi, phiên bản độc quyền nha các nhà ơi. Em mở ra nhá. Mở ra. Nó chặt đấy nhỉ. Anh cứ mở mạnh lên anh ơi, không sao hết. Chẳng may nó rơi hay gì sao anh? Rồi không sao. Đấy. Câu trả lời đơn giản. Đấy anh gặp mạnh lên. Được mạnh không? Mạnh lên. Chứ em có cái bích nào cơ. À, hơi nhẹ quá anh ơi, hơi nhẹ. Nhớ nhẹ. Vẫn nhẹ. À. 200.000 lần gặp. 200. Giá bao nhiêu anh? Rồi, phiên bản exclusive với giá chỉ có là 15.990.000. Bao nhiêu? 15.990.000. Giảm gần 15 triệu. Rồi nha, bật mí cái này nha. Vào giỏ hàng tìm thử bản 512 GB đó các nhà ơi. Có bản 512 GB luôn nha. Được không? Mẹ ơi. Trời ơi. Sao rẻ vậy tôi cũng không biết nữa. 15.990.000. Bây giờ hỏi anh tiếp nè. Anh ơi, anh nghĩ là mình có tặng không? Đâu, để bạn phải đoán. Bây giờ đoán đi anh. Tôi anh đoán cùng với các bạn đi. Anh bất ngờ quá anh. Em thấy anh bất ngờ quá vậy. Không, anh cũng... Nếu theo mình nghĩ chắc phải giặt dự phòng đúng không? 19, 8, 7, 6, 3, 4, 2, 1. Ok rồi. Rất là bất anh rất là nhiều. Lâu lắm rồi mới giặt nó rồi. Mình gặp anh. Trời ơi. Rồi ok ạ. Rồi nè. Ây da. Bà đã sắp giống như thế. Tao nghĩ đang đi. Vâng, xin chào. Bà nào xuống đứng cho mọi người ơi. Ui giời ơi. Bà nào xuống đứng thì không cần phải giới thiệu thêm về bọn em nữa rồi. Bây giờ chúng ta chỉ là xem là hôm nay bà nào xuống đứng sẽ bán cái gì ở buổi livestream này cùng với sản phẩm gì, giá nào thôi. Bà nào xuống đứng cho mình 100 năm sẽ bán đến cho anh em máy sấy tóc. Giờ đây 11. Với giá là pin luôn. Bên giúp em ạ, giá là 299.000. Tuy nhiên là... Đâu, không 299 đâu. Không 299 bao nhiêu ạ, em có thể nghe một mức giá thấp hơn không ạ? Nhưng 209 đi anh. Hôm nay em sẽ cho mọi người 249. Xin cái đẻ đi. 249. Đang là 209 anh. 209. Em thề luôn, đang có người được 209 về anh giảm tới 50.000 nữa không? 199. 199. 199. 199. Cho em xin 199 đi ạ. Phải không anh? Vâng ạ, 199. Duy nhất cho mọi người. Cái máy này của em nó bị hỏng. Sao cho em bị hỏng đấy? Bao nhiêu tiêu anh hay là để bán máy?
mình sẽ bán 20 điều 199. Em vào với anh thêm 40 điều nữa. Bắt tay không nè? Dạ. À cao, 40 điều nữa của Panasonic 199. Vậy là mình đã 60 điều. 199 ạ. 60 điều. Đồng ý không ạ? Có vấn đề gì không ạ? Anh vào 20 và 40 nữa. Xong chứ? Dạ. Đồng ý nhá. Dạ. Rồi, xong đặt em vào 40. Có gì tí tin mà cao sẽ gửi tiền. 60 tổng. Đặt. 60 điều anh. 60 điều đúng rồi. Brand vào 20 và 40 nhá, không phải tí. 5 điều. 5. 3, 2, 1, đồng. Anh chóng mặt quá. Nhiều thứ xảy ra một lúc quá. Phải nhanh, bạn này phải tính nhanh, tính rất nhanh. Trời ơi. Đây bạn nhìn giá đi xong bạn nhân. Bao nhiêu bây giờ, bây giờ là bao nhiêu ạ? Vẫn 209 kìa. Vẫn 209 kìa. 163 thật không? Chưa. Ôi mẹ ơi, thề luôn. Chưa kịp hình dung đúng không? Tớ chưa được xem sản phẩm nữa, đã đi rồi. Tớ lấy là chẳng được xem cái gì cả. Chưa kịp bán gì cả. Một lát này 1 phút. Bạn chỉ có 1 phút 60 giây. Bây giờ sao, gì, sao biết được. Đây, đây, bây giờ là như thế này nè. Ok, xong chưa? 1 phút của anh có đó như thế này. Rồi, đã bắt đầu. Rồi. Vâng, có thể pin đây không ạ? Vâng, trước mặt của chúng ta là có một chiếc quạt sạc tích điện. Ở đây là khi mà các bạn dùng, các bạn cắm sạc vào thì nó sẽ tích điện. Ở này các mình có thể mang đi sử dụng ở tất cả các nơi. Cả có đèn nữa Piu ơi. Có đèn là chắc chắn có đèn luôn, có đèn luôn. Nhưng mà bạn thích dùng đèn, có nghĩa là rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà đang đi làm ở farm. Farm là giống như là đi trông tôm chẳng hạn. Trông tôm? Ơ, ao tôm buổi tối phải trông như bạn. Đi ra ngoài farm trồng cây, trái cây, ruộng. Đi làm buổi tối, đúng không? Mình sạc cả ngày, mình chỉ cầm theo là đến chỗ làm buổi tối. Cái này là... ô là mình sáng vào hiểu rồi vừa có đèn hiểu, vừa có mình tưởng phải cắm đúng.